Thế giới bóng đá có lẽ sẽ chẳng có gì đáng nói hơn những thương vụ đình đám trên thị trường chuyển nhượng ở thời điểm hiện tại. Người hâm mộ đã được chứng kiến những bom tấn đáng chú ý ở mùa hè năm 2023 này khi Jude Bellingham đến Real Madrid hay hàng loạt những thương vụ đình đám được tạo ra bởi các đội bóng giàu có tới từ Ả Rập Xê Út. Nhưng dường như có cảm giác rằng vẫn đang thiếu đi một vụ chuyển nhượng có thể tạo ra sự bùng nổ đối với cả làng túc cầu. Và người có thể tạo nên điều đó lúc này không ai khác ngoài Kylian Mbappe. Ngay từ khi phiên chợ hè 2023 mở cửa thì người hâm mộ của Paris Saint-Germain nói riêng lẫn bóng đá thế giới nói chung có lẽ đã phải đặt câu hỏi về tương lai của những ngôi sao hàng đầu ở sân công viên các hoàng tử. Bộ ba Messi, Mbappe cùng Neymar đã sớm tàn rã khi mà siêu sao người Argentina thành bến đỗ cho chương cuối của sự nghiệp quần đùi áo số. Trong khi đó thì tương lai của Neymar cũng đang trở nên vô cùng bấp bênh khi mà chẳng ai có thể đảm bảo được rằng ngôi sao người Brazil sẽ ở lại nước Pháp sau khi mùa hè năm 2023 này khép lại. Trong những diễn biến mới nhất thì Paris Saint-Germain cũng đã chính thức công bố một ngôi sao mới nơi hàng công là Marco Asensio từ Real Madrid. Và đây hoàn toàn có thể là một dấu hiệu cho thấy huấn luyện viên Luis Enrique đã sẵn sàng cho công cuộc tái thiết gã nhà giàu nước Pháp. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tương lai của cả Neymar lẫn Mbappe sẽ trở thành chủ đề mà người hâm mộ quan tâm hàng đầu. Nhưng khác với trường hợp của chân sút người Brazil thì chắc chắn thượng tầng của sân công viên các hoàng tử sẽ muốn giữ lại Mbappe để trở thành đầu tàu nơi triều đại mới của ông thầy người Tây Ban Nha. Nhưng nếu không thể sớm gia hạn được với ngôi sao người Pháp thì đây sẽ là một canh bạc với chính Paris Saint-Germain, bởi hợp đồng của tiền đạo này với Paris Saint-Germain chỉ còn lại một năm, tức là siêu sao 24 tuổi hoàn toàn có thể ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm sau. Tương lai của Mbappe lại càng được quan tâm hơn cả khi mà ở giai đoạn đầu tháng 6 vừa qua thì tiền đạo người Pháp thậm chí được cho là đã gửi một lá thư tới ban lãnh đạo của đội bóng để thông báo với tất cả rằng anh sẽ không gia hạn hợp đồng. Dù rất muốn giữ chân ngôi sao sáng nhất của mình, nhưng theo lời Quip thì Paris Saint-Germain cũng đang sẵn sàng thể hiện quan điểm cứng rắn của mình rằng hoặc là Mbappe gia hạn hợp đồng, còn nếu không thì chắc chắn tiền đạo người Pháp sẽ bị bán đi trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Cho tới lúc này thì vẫn chưa có bất kỳ một thông tin chính thống nào được đăng tải về việc liệu Real Madrid có đang quyết tâm để mang Mbappe về với Santiago Bernabeu hay không, bởi Los Blancos vốn luôn được biết là đội bóng quan tâm nhất tới tương lai của tiền đạo người Pháp trong vài mùa giải trở lại đây. Thậm chí trong những ngày gần đây thì hàng loạt những đơn vị truyền thông nổi tiếng như Sky Sports, Goal hay là tờ Independent đều đã đồng loạt đăng tải thông tin cho rằng Arsenal sẽ là lựa chọn ưu tiên của tiền đạo người Pháp nếu anh có cơ hội chuyển tới Premier League. Với sự mạnh tay của pháo thủ trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay thì chúng ta sẽ không thể nói trước bất cứ điều gì, dù biết xác suất để thương vụ này có thể thực sự xảy ra sẽ là rất thấp. Tuy nhiên khi mà ngôi sao người Pháp có lẽ vẫn chưa nhận được sự đồng thuận hoàn toàn từ ban lãnh đạo đội bóng về tương lai của chính bản thân thì Mbappe đã biết cách để tự khiến tương lai của mình ở sân công viên của hoàng tử trở nên mịt mù hơn bao giờ hết. Trong một buổi phỏng vấn với France Football vào ngày 12 tháng 6 vừa qua, Kylian Mbappe đã có những chia sẻ thẳng thắn quá mức cần thiết nhắm vào nội bộ đội bóng nơi anh đang thi đấu. Cụ thể, siêu sao người Pháp đã có những chỉ trích nhắm thẳng vào Paris Saint-Germain khi cho rằng chơi cho Paris Saint-Germain không giúp ích được gì nhiều cho tôi, bởi đây là một đội bóng có rất nhiều sự chia rẽ. Có lẽ chỉ bằng những lời này thôi thì Mbappe dường như đã thổi bùng lên ngọn lửa của một cuộc tranh cãi với tâm điểm chính là số 7 của đội bóng lẫn những người đồng đội xung quanh. Ngoài ra thì Mbappe cũng chia sẻ thêm: mọi người thường không đánh giá quá cao những màn trình diễn của tôi, nhưng tôi không trách họ vì điều đó. Tôi đã ghi được rất nhiều bàn thắng cho nên họ sẽ coi đó là một điều hiển nhiên. Xã hội mà chúng ta đang sinh sống có tiêu chuẩn rất cao, khi mà có những bàn thắng sẽ là không đủ, mà bất kỳ ai cũng sẽ mong chờ bạn thực hiện được điều đó đều đặn mỗi tuần. Về cơ bản, người hâm mộ có thể hiểu được rằng Mbappe vừa có những lời lẽ chỉ trích nhắm thẳng vào những người đồng đội cũng như thượng tầng của gã nhà giàu nước Pháp, khi mà sự đoàn kết là điều gần như không tồn tại ở đội bóng này. Có lẽ đây là điều mà người hâm mộ của giới túc cầu cũng ngầm hiểu được xuyên suốt những năm qua, khi mà Paris Saint-Germain luôn hướng tới việc mang về những ngôi sao sáng và xuất sắc nhất, nhưng lại không chú trọng tới việc xây dựng nên bản sắc riêng cũng như văn hóa phòng thay đồ. Việc có một đội bóng hội tụ đủ những ngôi sao hàng đầu cũng đồng nghĩa với việc đó là nơi gặp gỡ của những cá tính mạnh hàng đầu. Và tất nhiên, ai cũng sẽ có cái tôi của riêng mình trong một tập thể như vậy. Bản thân Mbappe có lẽ cũng cảm nhận được điều đó sau những trải nghiệm của tiền đạo người Pháp suốt thời gian qua với những người đồng đội xung quanh mình. Nhưng việc công khai chỉ trích cả một tập thể như vậy dường như đã trở thành giọt nước tràn ly và khiến cho cái tôi của chính những ngôi sao còn lại trong đội hình Paris Saint-Germain phải lên tiếng. Trên những chia sẻ của Mbappe, tờ L'Equipe cho rằng có tới 6 cầu thủ của sân công viên các hoàng tử đã phản ánh trực tiếp với chủ tịch Al Khelaifi và cho rằng cần phải có những động thái rõ ràng từ đội bóng với bài phỏng vấn của số 7. Thậm chí trong số 6 cái tên trên thì có tới 2 người mới cập bến Paris ngay ở mùa hè năm nay.
Qua đó chúng ta có thể phần nào thấy được rằng Mbappé có lẽ cũng chẳng được lòng đồng đội như những gì mà người ngoài thấy được, và dường như hành động này của chân sút người Pháp đã trở thành bản tuyên ngôn của chính Mbappé về việc anh sẽ sớm tìm cho mình một bến đỗ mới phù hợp hơn ở ngay mùa hè năm nay. Tất nhiên trước những hành động của Mbappé thì Paris Saint-Germain cũng sẽ không thể ngồi yên, khi mà tờ The Atlantic cho rằng thượng tầng của đội bóng đã gửi tới tiền đạo này một lá thư dài 3 trang vào đầu tháng 7 với cáo buộc rằng tiền đạo người Pháp đã gây tổn hại nghiêm trọng đến câu lạc bộ. Ngoài ra thì lá thư cũng đã thông báo rằng ngày 31 tháng 7 tới đây sẽ là hạn cuối để Mbappé giải quyết câu chuyện tương lai và đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Động thái này của Paris Saint-Germain được đưa ra là bởi có những thông tin cho rằng tiền đạo người Pháp có nguyện vọng ở lại với sân công viên các hoàng tử cho tới hết mùa giải năm nay và sẽ không kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm vào mùa hè năm sau. Đó là tiền đề để bất kỳ đội bóng nào muốn có tiền đạo người Pháp sẽ không phải chi ra bất kỳ một khoản phí chuyển nhượng nào cho một cầu thủ tự do. Nhưng như đã nói ở trên thì thượng tầng của gã nhà giàu nước Pháp cũng đã làm rõ ràng họ sẽ không để ngôi sao sáng nhất của mình ra đi miễn phí. Xuyên suốt quãng thời gian vừa qua thì tiền đạo người Pháp có thể được coi là khá kín tiếng trước những bê bối liên quan tới anh cùng với Paris Saint-Germain. Tuy nhiên chỉ cần một bài phỏng vấn với France Football như ở thời điểm đầu tháng 6 vừa qua là đủ để khiến cho căng thẳng giữa Mbappé và đội bóng nước Pháp đèo thẳng ở thời điểm mà phiên chợ hè đang trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Với danh tiếng của mình chắc chắn có thể hàng loạt những đội bóng sẵn sàng trải thảm đỏ để mời tiền đạo người Pháp về với sân vận động của mình. Nhưng chính Mbappé có lẽ cũng sẽ hiểu rằng Paris Saint-Germain sẽ yêu cầu một mức phí không hề nhỏ cho bất kỳ một ông lớn nào muốn có được chữ ký của anh. Bản thân tiền đạo 24 tuổi có lẽ cũng chẳng còn quá mặn mà với việc cam kết tương lai ở thủ đô Paris tráng lệ, bởi sẽ chẳng ai công khai chỉ trích đội bóng của mình trước truyền thông nếu vẫn còn muốn gắn bó với nơi đây. Nếu bạn thấy trường hợp này của Kylian Mbappé khá quen thì đúng rồi đó, bởi đây chính xác là những gì mà Cristiano Ronaldo đã từng làm trong những ngày cuối cùng ở Manchester United. Dù vị thế của hai cái tên này đối với chính đội bóng chủ quản lẫn ở bình diện châu lục là khác nhau khi thực hiện cuộc phỏng vấn, nhưng một kết quả chung mà Mbappé hoàn toàn có thể đón nhận trong tương lai gần chính là việc chia tay với đội bóng. Những lời bàn tán vẫn luôn xuất hiện một cách thường xuyên, nhưng nó không gây ảnh hưởng quá nhiều đến tôi, bởi tôi hiểu rõ bản thân mình đang làm gì và thực hiện nó như thế nào. Đó là những gì mà Mbappé đã khẳng định trong bài phỏng vấn với France Football vừa qua. Có lẽ chính siêu sao này cũng đã phải mất một thời gian khá dài cân nhắc trước khi thực hiện bài phỏng vấn nhắm thẳng tới thượng tầng đội bóng như vậy. Nhưng với một cái tên đang bước vào giai đoạn thăng hoa nhất của sự nghiệp thì Mbappé có lẽ cũng hiểu rằng điều gì là tốt nhất cho con đường của chính bản thân anh. Để rồi với một đội bóng lớn như Paris Saint-Germain thì có lẽ những drama ở phiên chợ hè năm nay chắc chắn sẽ không dừng lại ở sự thỏa hiệp. Và chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sẽ còn diễn ra ở phiên chợ hè còn ẩn chứa rất nhiều điều bất ngờ thú vị này.